được gặp các em trong chương trình dạy học trên truyền hình. Hôm nay thầy và trò chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài bãi công dân với các quyền dân chủ. Ở trong hai tiết học trước thì các em đã học được hai quyền dân chủ cơ bản đó là một quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. Thứ hai là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu một quyền mới đó là quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Các em thân máy, xã hội luôn luôn vận động và phát triển. Trong quá trình đó, công dân thực hiện có quyền dân chủ của mình. Khi thực hiện có quyền dân chủ, công dân phát hiện ra các công dân có tổ chức có các hành vi vi phạm pháp luật làm tổ hại đến quyền lợi ích hợp pháp của mình, đến quyền lợi của nhà nước. Vậy lúc đó thì công dân và các tổ chức có thể làm gì và làm như thế nào? để có thể bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình cũng như bảo vệ lợi ích của nhà nước. Bài học hôm nay sẽ giải quyết cho chúng ta vấn đề đó. Đi vào bài học ngày hôm nay thì yêu cầu các em cần nắm được các vấn đề sau. Màu đó là khái niệm quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Thứ hai đó là nội dung quyền khiếu nại tố cáo. Thứ ba ý nghĩa quyền khiếu nại tố cáo. Và thứ tư là trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân. Đi vào bài học, chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm đầu tiên, khái niệm về quyền khiếu nại tố cáo. Quyền khiếu nại tố cáo là quyền dân chủ cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp là công cụ để nhân dân thực hiện dân chủ trực tiếp trong những trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân của tổ chức bị hành vi trái pháp luật xâm hại. Quyền này được cụ thể là được ghi trong hiến pháp 2013, điều 30 để hiểu rõ hơn về quyền khiếu nại tố cáo thầy và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu từng khái niệm nhỏ đó là khái niệm về quyền khiếu nại và khái niệm quyền tố cáo khái niệm đầu tiên khái niệm về quyền khiếu nại quyền khiếu nại là quyền của công dân cơ quan tổ chức được đề nghị cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét là có quyết định hành chính hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quyết định hay hành vi đó là trái pháp luật xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của mình quyền khiếu nại được cụ thể hóa trong luật khiếu nại 2011 của nước ta thứ hai đó là quyền tố cáo quyền tố cáo là quyền của công dân được báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thông quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan tổ chức cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân của cơ quan tổ chức, quyền tố cáo được cụ thể hóa trong luật tố cáo năm 2018 ở nước ta. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hai cái khái niệm nhỏ đó là quyền khiếu nại và quyền tố cáo. Bây giờ à, thầy cho các em hai ví dụ để hiểu rõ thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo. Ví dụ một, khi bà a à, tiến hành tổ chức xây dựng căn nhà của mình thì ủy ban nhân dân xã do quyết định đình chỉ tiến độ thi công cho rằng quyết định đó đồng chạm đến quyền lợi ích hợp pháp của mình bỏ khiếu nại lên ủy ban nhân xã à, để được tiếp tục xây dựng cái ngôi nhà của mình thì đó là quyền khiếu nại ví dụ thứ nhì đó là quyền tố cáo thì trong mùa đại dịch covid còn thế nhân dân đang nỗ lực chống Covid thì hộ bà B đã làm khẩu trang giả bán ra thị trường với giá gấp 3 lần giá bình thường nhằm thu lợi lớn. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. À, trong trường hợp này, bất cứ cá nhân nào cũng có thể tố cáo lên các cơ quan tổ chức có thẩm quyền à, về việc làm trái pháp luật của bà B. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu hai khái niệm từ cái khái niệm về quyền khiếu nại tố cáo và hai ví dụ chúng ta à, dễ dàng thấy được cái mục đích của khiếu nại và tố cáo mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của người khiếu nại bị xâm hại còn mục đích của tố cáo là nhằm phát hiện ngăn chặn có việc làm trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của nhà nước tổ chức và công dân như vậy thầy trò chúng ta đã tìm hiểu xong cái phần khái niệm về quyền khiếu nại tố cáo vậy khi phát hiện ra các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân tổ chức thì công dân phải làm như thế nào để có thể bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mình bảo vệ cái lợi ích của nhà nước và ai có quyền khiếu nại ai có quyền tố cáo ai sẽ là người giải quyết khiếu nại ai sẽ là người giải quyết tố cáo chúng ta đi vào nội dung của quyền khiếu nại tố cáo. Nội dung thứ nhất đó là người có quyền khiếu nại tố cáo. Thế chủ thể của khiếu nại đó là cá nhân, tổ chức. Tổ chức ở đây được hiểu là cơ quan, nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, vân vân. Về chủ thể của tố cáo thì chỉ là công dân hay là cá nhân cụ thể. Thứ hai, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo thì theo quy định của pháp luật người giải quyết khiếu nại đó là người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính hành vi hành chính bị khiếu nại người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan hành chính có quyết định hành chính hành vi hành chính bị khiếu nại chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngon bộ tổng thanh tra chính phủ thủ tướng chính phủ người có quyền giải quyết tố cáo đó là người đứng đầu cơ quan tổ chức có thẩm quyền quản lý người bị tố cáo, người đứng đầu cơ quan tổ chức cấp trên của cơ quan tổ chức người bị tố cáo, tránh thanh tra các cấp, tổng thanh tra chính phủ, thủ tướng chính phủ, các cơ quan tố tụng như là điều tra, kiểm sát, tòa án khi cái hành vi bị tố cáo có dấu hiệu tội phạm hình sự. Vậy khi có người khiếu nại, có người giải quyết thì cách thức như thế nào để có thể khiếu nại và giải quyết khiếu nại, chúng ta tìm hiểu nội dung tiếp theo. Đó là quy trình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo. Ở đây chúng ta có hai nội dung nhỏ, đó là quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại, quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo. Chúng ta đi vào nội dung thứ nhất. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Quy trình khiếu nại gồm có 4 bước. Bước 1 người khiếu nại nộp đơn khiếu nại hoặc trực tiếp khiếu nại đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Cái này thì ở sách giáo khoa chỉ ghi đó là người khiếu nại nộp đơn khiếu nại lên cơ quan tổ chức có thẩm quyền khiếu nại. À, luật khiếu nại bổ sung thêm đó là người khiếu nại có thể trực tiếp khiếu nại à, đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền. Bước thứ hai, người giải quyết khiếu nại xem xét giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và trong thời gian giao luật định. Bước thứ ba, người khiếu nại nếu không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại thì khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan đã khiếu nại lần đầu hoặc kiện ra tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân. Bước thứ tư, nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với kết quả của khiếu nại lần hai thì người khiếu nại có quyền khởi kiện ra tòa án hành chính thuộc tòa án nhân dân à, sau đây thầy có thể cho các em một ví dụ về quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại chúng ta quay lại với ví dụ khi nãy khi đang xây dựng căn nhà thì bà a có cái nhận được quyết định của ủy ban nhân dân xã x do chủ tịch ký là đình chỉ tiến độ thi công trong trường hợp này để bảo vệ quyền lợi ích của mình bộ A tiến hành khiếu nại và có bước như sau: thứ nhất, bộ A khiếu nại bằng cách nộp đơn khiếu nại hoặc trực tiếp khiếu nại Đấy cái cơ quan có thẩm quyền đó chính là chủ tịch của ủy ban nhân dân sở. Ý. Bước thứ hai, chủ tịch ủy ban nhân dân sở ý xem xét khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền của mình trong thời hạn luật định. Bước thứ ba nếu vợ đồng ý với cái cách giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân sở ý, thì quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực nhưng nếu vợ không đồng ý với kết quả giải quyết của chủ tịch ủy ban nhân dân sở ý, thì có quyền khiếu nại lên cấp trên trực tiếp của cơ quan đã khiếu nại đó chính là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hoặc kiện đó tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân bước thứ tư nếu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại mà bộ A vẫn không đồng ý với kết quả thì bộ A có thể khởi kiện ra tòa hành chính thuộc tòa án nhân dân. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cái quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Chúng ta qua cái quy trình thứ nhì đó là quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo. Tương tự như khiếu nại, quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo bao gồm bốn bước. Bước 1, người tố cáo gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo đến cơ quan tổ chức có nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo cái này thì cũng như cái phần khiếu nại ở trong sách giáo khoa chỉ ghi đó là người tố cáo gửi đơn à, trực tiếp lên cái cơ quan thẩm quyền thì luật tố cáo bổ sung thêm đó là có nhân có thể trực tiếp à, tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền bước hai người giải quyết tố cáo tiến hành xác minh để xử lý hoặc ký nghị lên cơ quan có thẩm quyền và xử lý đối với người vi phạm. Trong trường hợp nếu có dấu hiệu phạm tội thì cơ quan tiếp nhận giải quyết tố cáo phải chuyển tin báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bước 3, người tố cáo nếu không đồng ý với kết quả giải quyết thì tố cáo lên cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. Bước thứ tư, cơ quan tổ chức cá nhân giải quyết tố cáo lần thứ hai có trách nhiệm giải quyết trong thời hạn luật định. À, thầy có thể cho một ví dụ để các em hiểu. À, ví dụ, bà A phát hiện hộ gần nhà mình, đó là bà B, buôn bón động vật hoang dã quý hiếm. Thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật. À, bà A có thể tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền và cái quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo được thực hiện như sau. Bước 1, bà có thể gửi đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo ở công an à, nhân dân xã à, thị trấn. Bước 2, công an xã phường thị trấn tiến hành xác minh xử lý hoặc, hoặc là kiến nghị có cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với cái hồ bà bê. Trường hợp nếu có dấu hiệu phạm tội như buôn bón có tổ chức bùng bón bóng với cái số lượng lớn và vàng thì chuyển cái hồ sơ cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Bước thứ ba nếu như bà a cảm thấy không đồng ý với cái quả giải quyết của công an xã thì có thể tố cáo lên cơ quan cấp trên đó là công an huyện để được à, giải quyết. Bước thứ tư, đó là cơ quan công an huyện à, tiến hành giải quyết tố cáo lần hai trong thời hạn luật định như vậy chúng ta đã tìm hiểu về quy trình khiếu nại tố cáo để hiểu được cái quyền khiếu nại và tố cáo khác nhau như thế nào mà các em xem cái bảng so sánh giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo so sánh quyền khiếu nại tố cáo thì thầy cho các em so sánh trên bốn cái tiêu chí tiêu chí thứ nhất đó là chủ thể khiếu nại tố cáo thứ hai là đối tượng của khiếu nại tố cáo thứ ba là mục đích của khiếu nại tố cáo và thứ tư đó là lĩnh vực mà khiếu nại tố cáo mà tác động đây thứ nhất về chủ thể chủ thể của khiếu nại đó là công dân cơ quan tổ chức còn chủ thể của tố cáo thì chỉ là công dân hay là cá nhân cụ thể thứ hai về đối tượng của khiếu nại thì đối tượng tác động của khiếu nại đó là có quyết định hành chính, hành vi hành chính tác động trực tiếp đến quyền lợi ích của người bị khiếu nại. Còn đối tượng của tố cáo đó là hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào. Thứ ba, mục đích của khiếu nại đó là khôi phục quyền lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. Đó là công dân, cơ quan hay tổ chức bị xâm hại. Còn mục đích của tố cáo là phát hiện ngăn chặn các hành vi trái pháp luật xâm phạm đến lợi ích của nhà nước của tổ chức của công dân lĩnh vực tác động của khiếu nại đó là chỉ trong lĩnh vực hành chính còn lĩnh vực tác động của tố cáo thì có trong lĩnh vực hành chính và cả hình sự như vậy các em đã tìm hiểu xong cái nội dung của bài học bây giờ chúng ta qua mục thứ ba ý nghĩa của quyền khiếu nại tố cáo thì để phù hợp với điều kiện cả nước chống dịch covid thì bộ giáo dục và đào tạo quy định các phần này dành cho các em tự nghiên cứu các em có thể đọc sách giáo khoa ở nhà để hiểu rõ thêm vấn đề này chúng ta đi vào nội dung thứ tư đó là trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân thì tương tự như ở phần ý nghĩa phần trách nhiệm của nhà nước thì trong cái quy định cũ của bộ giáo dục Đó là phần nhiệm tải trong quy định mới à, trong điều kiện cả nước chống dịch covid thì trách nhiệm của công dân các em tự nghiên cứu đặt thêm ở nhà như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái à, bài học về quyền khiếu nại tố cáo để hiểu rõ hơn bài mời các em cùng à, giải một số cái bài tập bài tập củng cố thứ nhất câu một công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo trong những trường hợp nào a bầu ra người đại diện quyết định cho mình trong những công việc chung b giám sát kiểm tra các hoạt động của các cơ quan nhà nước c đóng góp ý kiến xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh d bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức thì với câu hỏi này các em thấy rằng đó là thực hiện quyền khiếu nại thì căn cứ vào cái khái niệm thì chúng ta dễ dàng trả lời được đó là đáp án của nó đó là đáp án D mà khóc chúng ta cũng có thể phân tích như thế này đối với đáp án A đáp án B đáp án C thì đó là có quyền chúng ta đã học A đó là quyền bầu cử ứng cử của cơ quan đại biểu nhân dân còn B C đó là quyền tham gia quản lý nhà nước và sao chúng ta qua bài tập thứ hai câu 2 khi không còn yêu nhau nữa Rê đã đăng những hình ảnh riêng tư giữa mình với người yêu hát lên mọn hội nhằm tống tiền. Trong trường hợp này, hót nên làm gì để bảo vệ lợi ích của mình? A. thông tin với bọn bà biết về sự thật và nói xấu là đối với Rê. B. Đưa tiền cho Rê để Rê gửi những hình ảnh riêng tư trên bọn sau xuống. C. Tố cáo ngay những việc làm của Rê đối với cơ quan có thẩm quyền. D. Im lặng coi như không biết gì để Rê đang lên mọn chống sẽ thông với cái bài tập này chúng ta thấy rằng việc làm của rê là đang hình ảnh riêng tư lên mạng xã hội nhằm mục đích tống tiền là hành vi vi phạm pháp luật trong trường hợp đó để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình thì họ là có thể là tố cáo lên cơ quan có thẩm quyền như vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án c chúng ta qua bài 3 sau khi phát hiện hành vi hấu lộ của một cán bộ huyện X thuộc tỉnh Ca, bà B muốn gửi đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền. vậy bà B phải gửi đến đến cơ quan nào dưới đây cho đúng pháp luật? với cái bài tập này nó đề cập đến trình tự thủ tục trong à, giải quyết tố cáo. vậy theo nội dung bài học thì chúng ta thấy là gì? Bỏ b phải gửi đơn đánh cơ quan trực tiếp quản lý người bị à, tôi có như vậy à, cán bộ huyện ít thì thuộc quyền quản lý của ủy ban nhân dân huyện ít do đó đốt án của chúng ta sẽ là đốt ốc à câu thứ tư chị hát là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học t của xã ít huyện y do có việc riêng nên chị đã viết đơn xin nghỉ việc trong một tháng và đã được chấp thuận sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía trường tiểu học T vì lý do đó bố trí đủ giáo viên. Chị Hót phải làm đơn khiếu nại đến ai sau đây? À, A. Hiệu trưởng trường tiểu học T B. Phạm giáo dục và đầu tàu huyện Y C. Chủ tịch ủy ban nhân dân sở X D. Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Y Bài này là trình tự thủ tục trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại. À, do đó, theo nội dung của bài chúng ta thấy rằng chị Hot phải gửi đơn khiếu nại trực tiếp đến cơ quan có cái quyết định hành chính bị khiếu nại như vậy cơ quan hành chính có cái quyết định đó đó là hiệu trưởng à, trường tiểu học T do đó à, đáp bón chúng ta sẽ là đấu bón à. bài tập thứ năm nghi ngờ con gái mình bị anh quy trắng lọc tiền, anh T đã nhờ anh M bí mật theo dõi anh Quy. Vô tình phát hiện cháu hết con của anh Quy đi một mình trên đường, anh M đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. bức xúc, vừa anh Quy thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh M gãy răng. Hành vi của những ai dưới đây cần bị tố cáo? A. anh M, vừa anh Quy và anh K. B. anh M, anh K và anh T. C. anh M, anh K vợ anh Quy và anh T. D. Anh M, anh K và vợ chồng anh Quy. Đối với cái dọn bài tập vận dụng này thì theo thầy các em nay làm như sau. Thứ nhất, chúng ta xem yêu cầu của đề là cái gì, trả lời được cái yêu cầu của đề, sau đó căn cứ vào các dữ kiện của đề ra để có thể trả lời được câu hỏi. Ví dụ, đề này là họ là giải quyết vấn đề gì thì đề giải quyết là những ai bị tố cáo vậy chúng ta đã xác định được là hành vi bị tố cáo là có hành vi trái pháp luật à, như vậy khi biết được là hành vi trái pháp luật cần tố cáo rồi thì chúng ta đi vào cái dự kiện của bài để phân tích à, như vậy nghi ngờ anh quy trắng lọc tiền à, mới nghi ngờ do đó anh quy chưa có là hành vi vi phạm pháp luật anh T nhờ anh M bí mật theo dõi thì việc nhờ một người khóc theo dõi không phải là hành vi vi phạm pháp luật à, vô tình phát hiện cháu hết con gái anh Quy đi một mình trên đường anh M đã đe dọa sẽ bác giữ khiến cháu bác hoảng loạn và ngất xỉu rõ ràng hành vi của anh M đã vi phạm pháp luật à, xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân quyền được đảm bảo an toàn về uh, sức khỏe tính mạng của công dân vợ anh Quy thuê anh Ca xong vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh, anh M gãy tay. Như vậy vợ anh Quy và anh Ca thực hiện hành vi à, anh vợ anh Quy là chủ mưu, anh Ca là trực tiếp thực hiện hành vi đối với việc đập phá đồ đạc và đánh em M gãy tay là hành vi à, vi phạm pháp luật. Với phân tích như vậy, chúng ta dễ dàng chọn được đáp án đúng sẽ là đáp án A. À. Bài học hôm nay đến đây là hết. À, để có thể học mà tốt hơn À, thì các em có thể thông khảo ở một số à, cái trang web trên ở đó có các cái bài tập trách nghiệm khách quan à, giúp các em ôn tập học à, để thi tốt như sách com test à, test12h.com, à, thư viện học liệu.com hoặc là vườn vn à, vân vân chúc các em học tốt chào tạm biệt các em